Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Báo cáo với các thượng đế, bây giờ là 17 giờ 28 phút ngày mùng 8 tháng 9 năm 2023. Bản của mình đã chuẩn bị đón một cơn mưa này. Đây là chiếc đài Sony có model CFS 1000SC. Chiếc đài này của một người anh em ở Lạng Sơn gửi vào đây cho mình. Đấy, CFS 1000SC này. Mình đã tháo ra đánh rửa sạch sẽ này, tháo ra đánh rửa sạch sẽ rồi đấy. Còn bộ phên vỉ thì nó sạch sẽ sẵn rồi thì khôi khỏi phải đánh rửa. Cái vỏ đằng sau mình cũng tháo ra đánh rửa rồi. Thì ở đây bộ cơ này người anh em khi gửi vào là tua tua được, thế nhưng belay thì không belay được đấy. Thì bây giờ mình thay cái bánh trung gian đấy, đây này. Ở đây cái bánh đây là cái bánh trung gian, thay mỗi cái vòng cao su thôi, thay mỗi vòng cao su thôi. Chắc là bộ cơ này mình lại phải khôi phục cái auto stop để cho người anh em nữa. Đấy. Thì phục vụ theo một số anh em như thế là bảo mình là khi thay cái vòng cao su này thì thay như thế nào. Thì xin thưa với lại các thượng đế, mình xin chia sẻ cái cách làm của một người nông dân như mình. Thứ nhất là lắp cái vòng cao su vào đây, nó phải tròn đều, không được xoắn, không được xoắn nhá. Nó ngậm hết vào tròn đều và đúng kích thước của nó. Đấy, như vậy là được, tức là cái đợt này này nó không bị oval. Đấy, nó vào hết, nó tròn đấy. Thế mà khi tháo ra ấy, khi tháo ra lắp vào thì đơn giản thôi. Đấy là theo cái cách làm của người nông dân đấy, chứ còn người khác thì mình không biết, người khác thì mình không biết. Đây, lấy cái tô vít, đợi mình lấy cái tô vít. Đây cái tô vít này, đây này, đẩy nó ra như này này. Đẩy nó ra như này để làm gì? Dùng cái kìm này này, dùng cái kìm này. Ở đây nó có cái chốt này, ở đây có chốt bằng sắt này. Đây cái chốt bằng sắt này này. Đấy. Khi mình đẩy ra nhá, đây này mình lắp cái bánh này vào. Đấy, lắp cái bánh này vào. Đẩy cái này ra. Đẩy cái này ra nhá, đây. Vào đúng cái lỗ của nó, vào đúng cái lỗ của nó là mình lắp cái chốt này xuống là xong nhá, lắp cái chốt này xuống là xong, chứ không để sẵn cái bánh ở đây xong là luồn vòng cao su vào nó khó lắm, nó khó luôn là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là có khi là nó lại còn bị vặn đấy, nó lại còn bị vặn đấy, thế nên là phải tháo cái vòng này ra là dễ nhất, tháo cái vòng này ra là dễ nhất. Đang rông gió nổi lên đấy. Đây này, phải có những cái này thì gấp thì nó mới ra được. Tháo cái vòng này ra ngoài để làm gì? Để mình chỉnh cái vòng cao su này này. Tháo cái bánh này nhựa ra để mình chỉnh cái vòng cao su này sao cho nó đều, nó không bị oval nhá. Đấy, nó không bị vặn, nó không bị xoắn. Thì cứ lúc lắp vào cũng vậy. Thế còn nó bộ cơ nó có khỏe hay không thì thứ là ở đây ở cái trục bánh đà này nó có cái ống nó cọ vào cái vòng cao su đấy. Nếu mà liên quan đến nó mình có thể điều chỉnh cái lò xo này. Xo này tăng lực lên để nó bám với lại cái này nữa cơ. Đây là cái trục cuốn băng này, trục cuốn băng thì cái này ở dưới này nó có cái những cái gọi là như răng cưa ấy, để nó tạo ma sát để nó bám vào. Nếu như cái này mà nó kém quá rồi thì mình lại phải tạo ma sát, còn nếu như mình mà có cái khác thì mình thay nó vào, còn nếu không có thì mình lại phải tạo ma sát để cho nó bám vào nó tốt nhá. Bánh tì như vậy, bánh tì khi thay bánh tì xong là nó phải trơn như này này. Đây. Đấy, quay này tít tao lò này này. Đấy, thế mà thay cái bánh tì mài như vậy này. Nó hơi có một độ dơ thôi nhá, hơi có một độ dơ thôi. Chứ đừng có dơ nhiều là hỏng hết bánh kẹo ấy, là không được đâu. Đấy, lắp vào là nhiều khi là nó ăn băng đấy. Đấy. Thôi thì cái cách làm của người nông dân như vậy thì cũng để thể theo của một số anh em thì mình cũng quay lại thôi, chứ còn trên thực tế ra thì có rất nhiều người có cái kiểu cách thay cái vòng cao su thì nó khác, nó không giống cái kiểu của mình. Cái kiểu của mình là kiểu của người nông dân. Nên là khi các cao nhân xem thì cũng thông cảm cho cái kiểu cách thay vòng cao su bộ cơ đài Sony có model CFS 1000SC của một người nông dân như mình. Trân trọng cảm ơn, chào thân ái, merci, merci beaucoup. Trông thế này thôi nhưng mà làm cũng để cho nó cái bộ cơ này nó chạy khỏe, nó auto stop cũng mất một cơ số thời gian đấy nhá.